chương trình chào xuân kỷ hợi 2019 của Hội Người Việt Nam tại thành phố Rateno diễn ra vui vẻ, sôi động với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, được dàn dựng công phu, các bài hát mừng xuân, các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc đã mang tới không khí vui tươi phấn khởi vào thời điểm ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Trong chương trình, Hội Người Việt Nam tại thành phố Rateno đã phát quà và giấy khen cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập. Đây là sự khích lệ của hội đối với thế hệ thứ ba đang sinh sống tại Đức. Hội Người Việt Nam thành phố Rateno, Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập năm 2016 với hơn 30 gia đình người Việt. Hội luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau nơi xa xứ.